Thân chào cả nhà đã quay trở lại với buổi livestream của Thẩm mỹ viện BB Thanh Mai. Hôm nay là lần thứ hai thì em có xin phép chị Thanh rồi là chị Thanh sẽ chia sẻ với cả nhà về những công nghệ trẻ hóa da mà chị Thanh đã trải nghiệm tại BB Thanh Mai cả nhà nhé. Dạ em chào bác. Em chào chị Thanh. Chị Thanh ơi, cơ duyên nào mà chị ghé tới BB Thanh Mai để làm đẹp vậy? Chị là chủ của tiệm nail. Khách hàng đến là tiệm của chị làm rất là nhiều nên chị thấy khách hàng rất là đẹp. Chị hỏi là làm cái công nghệ gì mà đẹp thế thì họ giới thiệu là đến BB Thanh Mai làm nên chị đã tìm đến đây và làm. Dạ, và sau khi trải nghiệm công nghệ trẻ hóa của Ultraderby này thì chị cảm thấy gương mặt của mình thay đổi như thế nào ạ? Chị cảm thấy thay đổi rất là nhiều. Nhìn nó trẻ ra mà nhìn nó cảm thấy mặt nó không còn chạy xề mà những cái vết nhăn của hai cái râu ròng nó không có còn nữa. Chị cảm thấy bây giờ làn da của chị cải thiện rất là rõ ràng. Hôm nay là rất xinh đẹp luôn so với lần đầu mình gặp em gặp chị luôn rồi đó. Dạ đó là về cơ thôi chị ha. Còn bây giờ là hình như là chị đang tiếp tục sử dụng công nghệ nano collagen căng bóng da nữa đúng không ạ? Vì chị thấy cái da của chị bây giờ nó cải thiện thì trẻ hóa ra rồi đó, nhưng mà bây giờ chị làm thêm cái công nghệ là nano cho nó căng bóng da thêm nữa nên chị hôm nay đã làm trải nghiệm cái công nghệ này. Dạ để làm đẹp bề mặt da. Đúng rồi. Và sau khi làm lần một á, chị cảm thấy da mình cải thiện như thế nào ạ? Da chị cải thiện, thấy bây giờ nó độ bóng nó có rồi nha. Yeah. Mướt lên nè, tay sờ vào cảm thấy rất là mịn luôn á em. Thích quá hả chị? Bác ơi, bác có thể đánh giá cái sự cải thiện da của chị Thanh như thế nào sau cái liệu trình trẻ hóa da không ạ? Sau cái liệu trình trẻ hóa da trước là chị đã làm cái Ultraderby ha. Đúng rồi. Giờ mặt chị còn gương mặt chị thon gọn quá trời. rất là xinh đẹp. Các nếp nhăn gần như là đã được cải thiện khá là nhiều rồi. Thế nhưng hôm nay chị đến với BB là vì sử dụng cái liệu trình là nano collagen bên mình. Chị ơi, cái liệu trình nano collagen ấy bên BB Thanh Mai ấy, bởi vì tại sao nó lại đẹp? Bởi vì là nó đưa 14 loại axit amin và khoáng chất này, 24 loại amino acid và 6 coenzyme, và sau khi điều trị sẽ giúp cho da tăng tới 256% collagen và elastin đó. Kích thích tăng sinh nguyên bào sợi tới 147%, giảm oxy hóa lên đến hơn 90% đó chị, tăng độ ẩm da lên đến hơn 90% nữa nha, và giúp cho da căng bóng hơn, xanh mướt hơn, mơn mởn hơn chỉ sau 30 phút điều trị. Đó là những cái ưu điểm vượt trội khi mà thực hiện nano collagen tại BB. Chị ơi, lần trước là mình hỏi các khách hàng của mình là làm đẹp ở đâu, còn bây giờ em nghĩ là chắc là các khách hàng của chị sẽ phải hỏi ngược lại chị. Đúng là rồi. Chị ơi, chị làm ở đâu mà chị trẻ đến như vậy? Thích quá ha chị. Chúng ta luôn tươi, luôn trẻ, luôn đẹp thì cuộc sống xung quanh chúng ta cũng có nhiều niềm vui hơn, cũng thấy động lực để cho chúng ta ngày càng thành công hơn nữa. Dạ bây giờ em không để mình chờ lâu nữa đâu. Em sẽ mời mình nằm xuống để bác tiếp tục cái liệu trình trẻ hóa da căng bóng cho mình nhé. Vâng. Dạ. Dạ chị nằm xuống bác điều trị cho mình nha. Dạ cảm ơn sự chia sẻ của chị rất là nhiều luôn. Cả nhà ơi, tất cả chúng ta đều là những bông hoa xinh đẹp, bởi vì nếu Thượng Đế sáng tạo ra phụ nữ trước, ngày sẽ thôi không sinh ra các loài hoa nữa. Thì hãy để cho BB Thanh Mai chăm sóc và giữ gìn cái sự tươi trẻ của những bông hoa đó. 1-800-6617 chính là tổng đài miễn phí của Thẩm mỹ viện BB Thanh Mai. Cả nhà có thể inbox ngay cho BB để được thăm khám da trực tiếp và miễn phí với bác sĩ của BB luôn nhé. Chúc cả nhà mình luôn vui khỏe và chờ đón BB ở những cái live tiếp theo nhé.